Phục dáng của em ngày hôm nào chỉ còn lại vòng vài niềm đau và nước mắt. Có những cuộc vui em không còn thể đi vì đằng sau lưng có bao nhiêu điều khó khăn, và bao em lựa chọn là những sai lầm. Con tim em đau nhói là do ai nắm? Hình hài cô bé 19 tuổi vương chảy sau những ngày tháng em cố đã gặp phải. Vì cuộc sống bây giờ chỉ còn là những vật chất. Sống thật sự trong tim là những tình cảm như mật thức, không còn tin với tình yêu hay lời mật ngọt. Vì tình bạn là thật nhất dù là cực thật. Em mang trên vai là những ngày u tối, một anh xe nhỏ bê bỏng ở trong tay. Hy vọng của em là đứa bé nó sẽ không giống mẹ nó ngày hôm nay. Em chỉ nhìn mình ở trong gương và nước mắt em không điều khiển được, chỉ thể nhìn bản thân và chấp nhận và bước qua nó một cách mạnh mẽ nhất. Em không còn nhớ niềm vui kia như nào và nụ cười của em trông ra sao. Anh tin chắc vào một ngày nào đó sẽ có một người của em đi qua cơn bão. Sau lời nói em chẳng ngày buồn như gió, con tim em đau thật nhiều, bao nhiêu cảm giác cũng đã nhạt nhòa đều đơn thời gian trôi qua được rồi. Sẽ rất khó vì tương lai đó có thể như con kênh. Giấc mộng hoàng tử và công chúa đi vào di vãng cuộc đời được trải ngang. Con tim của em chịu che sẻ sau những lầm lỡ em nghĩ thật chẳng đáng sâu.